Quý vị thân mến, ngày 1 tháng 11 năm 1955, Dương Văn Minh được tân quốc trưởng Ngô Đình Diệm thăng cấp thiếu tướng tại nhiệm. Đầu năm 1956, sau khi hoàn tất việc dẹp loạn Bình Xuyên, ông được cử giữ chức vụ tư lệnh chiến dịch Nguyễn Huệ, rồi tiếp đến chiến dịch Thoại Ngọc Hầu để bình định miền Tây, đánh dẹp lực lượng quân sự giáo phái Hòa Hảo của các tướng Năm Lửa và Ba Cụt. Ngày 26 tháng 10, ông được Tổng thống Diệm chỉ định làm Tổng chỉ huy cuộc duyệt binh mừng lễ kỷ niệm đệ nhất Chu Niên, ngày Quốc khánh đệ nhất Cộng hòa trên đại lộ Trần Hưng Đạo, Sài Gòn. Ngày 8 tháng 12 cuối năm, ông được thăng cấp Trung tướng tại nhiệm. Video này chúng ta cùng tìm hiểu hai chiến dịch ông đã thực hiện thành công và con đường binh nghiệp trải dài hai thời Tổng thống Việt Nam Cộng hòa cho tới ngày ngả theo cách mạng. Đầu năm 1957, ông được bổ nhiệm chức vụ tư lệnh quân khu thủ đô. Từ tháng 7 đến tháng 11, ông có 3 lần hướng dẫn phái đoàn quân sự du hành quan sát tại các quốc gia Nhật Bản vào 12 tháng 7, Úc vào mùng 1 tháng 9 và Hàn Quốc. Cuối năm, ông được cử đi du học lớp chỉ huy tham mưu cao cấp tại Học viện Chỉ huy và Tham mưu Fort Leavenworth, Kansas, Hoa Kỳ. Tháng 5 năm 1958, mãn khóa học về nước, ông tiếp tục giữ chức vụ tư lệnh quân khu thủ đô, kiêm tư lệnh liên quân khu 1 và 5. Tuy nhiên, trong những năm sau đó, sự tín nhiệm của Tổng thống Ngô Đình Diệm với Dương Văn Minh bị giảm sút. Ông lần lượt được bổ nhiệm vào các chức vụ không có thực quyền. Đầu năm 1960, ông được cử làm Tổng thư ký thường trực Bộ Quốc phòng. Qua đầu năm 1961, giữ chức vụ tư lệnh Bộ Tư lệnh Hành quân tại Bộ Tổng tham mưu. Giữa năm 1962, ông được cử hướng dẫn phái đoàn quân sự du hành quan sát cuộc thảo dượt Hải quân Liên phòng Đông Nam Á. Ngày 8 tháng 12, Bộ Tư lệnh Hành quân Bộ Tổng tham mưu giải tán. Đầu năm 1963, ông được chuyển về Phủ Tổng thống giữ chức vụ cố vấn quân sự cho Tổng thống. Chiến dịch Hoàng Diệu năm 1955 là chiến dịch của Quân đội Quốc gia Việt Nam theo lệnh của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, diễn ra từ ngày 21 tháng 9 năm 1955 và kết thúc ngày 24 tháng 10 năm 1955 nhằm mục đích truy kích và tiêu diệt tàn quân Bình Xuyên. Bình Xuyên, nguyên thủy là tên của ấp Bình Xuyên thuộc làng Chánh Hưng, Nhà Bè. Sau năm 1945, danh xưng Bình Xuyên được dùng để chỉ lực lượng Bình Xuyên với nòng cốt là dân giang hồ Nam Bộ, hoạt động ở vùng ven Sài Gòn trong 10 năm, từ năm 1945 đến năm 1955. Bộ đội Bình Xuyên là lực lượng quân sự mạnh nhất ở vùng Đông Nam Bộ thời bấy giờ. Địa bàn hoạt động được tổ chức thành liên khu Bình Xuyên, đảm trách nhiệm vụ bao vây quân Anh Pháp ở mặt Nam Sài Gòn. Sau khi đặc phái viên Trung ương Nguyễn Bình vào tổ chức quân đội, Dương Văn Dương được chỉ định làm khu bộ phó khu 7. Sau khi Dương Văn Dương tử trận vào năm 1946, lực lượng Bình Xuyên bị phân hóa, một bộ phận chống Pháp do Dương Văn Hà, tức Nam Hà, em cùng cha khác mẹ của Dương Văn Dương chỉ huy, được tổ chức lại và phiên chế chính quy thành vệ quốc đoàn. Một bộ phận khác do Lê Văn Viễn, tức Bảy Viễn chỉ huy, ly khai năm 1948 và hợp tác với Bảo Đại để thành lập chính quyền quốc gia Việt Nam. Thành phần này là lực lượng Bình Xuyên được biết đến nhiều nhất vào thập niên 1950. Dưới sự đồng thuận của Pháp, Bình Xuyên kiểm soát nhiều sòng bài, nhà thổ cùng những thương cuộc lớn nhỏ khắp vùng Sài Gòn, chợ lớn. Trong đó phải kể Casino Grandmont, Đại Thế Giới, Casino Cluedo, Kim Trung, Bách Hóa Novot Katinat. Sau Hiệp định Geneva, Bình Xuyên đúng ra phải nhập vào Quân đội Quốc gia Việt Nam nhưng lại không phục tùng. Tháng 9 năm 1955, Ngô Đình Diệm chỉ đạo Đại tá Dương Văn Minh mở chiến dịch Hoàng Diệu truy nã Bình Xuyên ở rừng Sác. Quân Bình Xuyên bị hoàn toàn tiêu diệt. Lê Văn Viễn đào tẩu sang Campuchia rồi lưu vong sang Pháp, chấm dứt thực lực của Bình Xuyên. Một lực lượng Bình Xuyên ly khai khác do Võ Văn Môn, tức Bảy Môn, chỉ huy đào thoát về miền Đông Nam Bộ, lập căn cứ tồn tại độc lập mãi đến năm 1960 thì tham gia vào mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Sau khi hoàn tất chiến dịch Hoàng Diệu,
Thiếu tướng Dương Văn Minh được đề cử giữ chức vụ tư lệnh chiến dịch Nguyễn Huệ từ ngày 1 tháng 1 năm 1956 để đối phó với lực lượng Hòa Hảo, cụ thể là để thu phục các tướng Lê Quang Vinh tức Ba Cụt và tướng Trần Văn Soái tức Năm Lửa. Ngày 8 tháng 3 năm 1956 tại Cái Vồn, trước thiếu tướng Dương Văn Minh, tướng Trần Văn Soái với 1.056 sĩ quan và 4.600 binh sĩ Hòa Hảo làm lễ tuyên bố về hợp tác với chính phủ. Ngày 31 tháng 5 năm 1956, chiến dịch Nguyễn Huệ kết thúc. Ông Diệm lại cử tướng Dương Văn Minh chỉ huy chiến dịch Thoại Ngọc Hầu, bình định các tỉnh Tiền Giang và Hậu Giang. Ngày 29 tháng 8 năm 1956, ông Diệm cử tướng Minh làm Tổng Thư ký Thường trực Quốc phòng, chỉ huy phân khu Sài Gòn Chợ Lớn và tiếp tục chỉ huy chiến dịch Thoại Ngọc Hầu, bình định miền Tây. Chiến dịch Thoại Ngọc Hầu. Nhiều bậc kỳ lão sinh sống ven bờ sông Hậu thuộc ba tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ đến nay vẫn lưu giữ một phần ký ức ảm đạm về một nhân vật có hỗn danh là Ba Cụt, người tự xưng là Trung tướng, Tổng Tư lệnh quân đội ly khai ở miền Tây Nam Bộ, thời điểm sau Cách mạng tháng 8 năm 1945. Tàn ác và cuồng vĩ, Ba Cụt gây nhiều oan nghiệt với nhân dân suốt hơn 11 năm. Ác giả ác báo, cuối cùng Ba Cụt chết không toàn thây dưới thời Ngô Đình Diệm. Vào ngày 5 tháng 1 năm 1956, Dương Văn Minh phát lệnh một cuộc tấn công đại quy mô có mật danh là Thoại Ngọc Hầu nhằm vào lực lượng của Ba Cụt. Chiến dịch này có cả xe bọc thép, tàu chiến, pháo binh và máy bay yểm trợ. Đặc biệt là có sự hiện diện của nhiều loại vũ khí, khí tài tối tân mang thương hiệu Mỹ. Nhận được hung tin, Trung tướng Ba Cụt tức Lê Quang Vinh phát lệnh cho binh lính tản ra tử thủ 4 cứ điểm Rồng Giềng, Hà Tiên, Ba Thê và Châu Đốc. Số quân còn lại khoảng 400 tay súng, Ba Cụt giao quyền chỉ huy cho Ba Bụng, được Ba Cụt phong hàm đại tá, phó tổng tư lệnh, hạ trại bao quanh khu vực núi Cấm. Dù đang nước sôi lửa bỏng, thay vì ém quân thật kỹ, hàng ngày các tay súng của Ba Cụt vẫn ngang nhiên đột nhập vào nhà dân cướp bóc, hãm hiếp. Thậm chí, một vài nhóm phỉ còn nhận được lệnh bắt cóc công chức của Ngô Đình Diệm để tạo tiếng vang. Với vũ khí và khí tài hiện đại nhất lúc bấy giờ, cuộc tấn công chớp nhoáng của tướng Dương Văn Minh đã quét sạch các nhóm phỉ Ba Cụt ở những nơi trên. Một số bị tiêu diệt, một số quăng súng chạy giữ mạng. Tuy chiến dịch thành công, nhưng không ai tìm thấy thi thể của Trung tướng Ba Cụt đâu cả. Tuy thắng lợi, nhưng chiến dịch Thoại Ngọc Hầu không được phép kết thúc bởi Ba Cụt còn sống và quân phỉ của Ba Cụt vẫn cướp nơi này, bắt cóc người chỗ kia. Ba Cụt thoát ẩn thoát hiện khiến Ngô Đình Diệm sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Các bộ phận thám báo và mật thám được trưng dụng tối đa, giải đều khắp vùng tứ giác Long Xuyên để lần dò dấu vết của Ba Cụt. Mỗi khi nhận được tin báo nơi ẩn nấp của Ba Cụt, các bộ phận bảo an ở Long Xuyên, Châu Đốc như sôi lên. Hàng chục xe quân xa các loại hú còi ập đến, bao vây, lùng sục. Thế nhưng hầu hết các cuộc lùng sục đó đều bắt nhầm một ai đó. Sau khi kết thúc chiến dịch, ông Bùi Quyền là thiếu úy chỉ huy trung đoàn tiền thám của tiểu đoàn 1 nhảy dù, sau này là đại tá lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3 nhảy dù, đã từng trả lời phỏng vấn một tờ báo tại Sài Gòn rằng có ít nhất 3 lần ông nhận được lệnh nhảy dù xuống địa điểm được cho là nơi Ba Cụt ẩn náu. Thế nhưng tất cả những lần nhảy dù úp chụp đó, ông chỉ bắt được người cải trang thành Ba Cụt. Giữa lúc Dương Văn Minh lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, thì ông Nguyễn Ngọc Thơ, đại sứ của Bảo Đại tại Nhật Bản vừa về nước. Ông Thơ đi thẳng vào dinh thự của Diệm xin hiến kế bắt Ba Cụt. Sau một thời gian lao tâm khổ tứ, bày mưu tính kế, dàn trận đủ kiểu, thì chính quyền Ngô Đình Diệm cũng bắt được Ba Cụt. Ngày 31 tháng 5 năm 1956, chiến dịch Thoại Ngọc Hầu kết thúc trong tai tiếng. Người dân miền Tây không ưa lính phỉ Ba Cụt, nhưng cũng không chấp nhận cách lừa phỉnh của Ngô Đình Diệm. Ngày 4 tháng 7 năm 1956, Diệm cho mở một phiên tòa quân sự, tuyên án tử hình Ba Cụt và tịch thu toàn bộ tài sản. Lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày 13 tháng 7 năm 1956, Ba Cụt bị hành quyết bằng cách chặt đầu. Người được giao nhiệm vụ xử tử Ba Cụt là thiếu úy Nguyễn Văn Nhung.
thay vì chôn tử thi Ba Cụt như bao nhiêu tử tội khác. Ngô Đình Nhu bí mật sai Nhung xả tử thi Ba Cụt thành nhiều mảnh nhỏ rồi vứt rải rác khắp sông Hậu. Thời điểm này, Ba Cụt chỉ mới 32 tuổi. Dù gây nhiều oan nghiệt, nhưng sau khi chết thảm, người dân vẫn bị tha xây cho Ba Cụt Lê Quang Vinh một ngôi mộ gió ở Thới Long, Ô Môn, Cần Thơ. Theo một số tài liệu phía bên kia, thì ngày 1 tháng 2 năm 1957, Dương Văn Minh được thăng trung tướng và giữ chức chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Hành quân. Chức Tổng Thư ký Thường trực Quốc phòng được trao lại cho tướng Dương Văn Đức mới đi học khóa chỉ huy và tham mưu ở Mỹ về. Khi tướng Đức xin đi Pháp, chức này lại được trao cho tướng Nguyễn Khánh. Tướng Minh cũng được gửi qua Mỹ học khóa chỉ huy và tham mưu tại Fort Leavenworth thuộc bang Kansas. Đầu năm 1960, cơ quan tình báo khám phá ra tướng Dương Văn Minh đã liên lạc với Hà Nội qua người em là thiếu tá Việt Cộng Dương Văn Nhật, nên tướng Minh không được tin dùng nữa. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cử đại tá Nguyễn Văn Thiệu mới từ Hoa Kỳ về làm tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hành quân với nhiệm vụ theo dõi và kiểm soát tướng Minh. Cuối năm 1962, ông Diệm quyết định giải tán Bộ Tư lệnh Hành quân. Ngày 8 tháng 12 năm 1962, Trung tướng Dương Văn Minh được cử làm cố vấn quân sự phủ tổng thống, một chức vụ được coi như ngồi chơi sợi nước. Trung tướng Trần Văn Đôn, Tư lệnh vùng 1, được cử làm Tư lệnh lục quân, một chức vụ mới đặt để thay thế Bộ Tư lệnh Hành quân. Vốn đã có bất mãn tồn tại, cộng thêm là một tín đồ Phật giáo, Dương Văn Minh nhiều lần biểu hiện thái độ không hài lòng với những biện pháp trấn áp Phật giáo của chính phủ Ngô Đình Diệm. Vào một ngày cuối tháng 8, theo lệnh của Đại sứ Mỹ tại Việt Nam là Lord Conan, một sĩ quan CIA tới thăm Dương Văn Minh. Hai người bàn bạc ra chiều ăn ý lắm. Ngay sau đó, Dương Văn Minh bổ nhiệm một tâm phúc của mình là Trung tướng Trần Văn Đôn làm liên lạc viên giữa ông ta với Conan. Nhằm tránh rò rỉ tin tức, ông Đôn cùng Conan thường bí mật gặp nhau tại một phòng khám nha khoa. Theo đó, kế hoạch đảo chính được dần hoàn thiện vào khoảng tháng 10 năm 1963. Trước mọi động thái của người Mỹ, ông Diệm và đồng đảng không hề hay biết tí gì. Em ruột ông Diệm là ông Ngô Đình Nhu, cố vấn chính trị của ông Diệm, ngày càng tỏ ra bất mãn và kịch liệt phê phán chính sách của Mỹ đối với vấn đề Việt Nam. Ông Nhu chửi Lốt là đồ tiểu nhân bại hoại về đạo đức. Ông ta không ngừng đe dọa sẽ đàm phán với phía bên kia để đổi lấy hòa bình, thậm chí còn rêu rao trước dư luận công khai. Người Mỹ đang đẩy chúng tôi vào vòng tay Việt Cộng. Trong cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông đóng vai trò chính với cương vị Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, cùng với các tướng Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân, Đỗ Mậu. Sáng ngày 1 tháng 11 năm 1963, nhằm vào ngày thứ 6, Đại tá Hồ Tấn Tuấn, Tư lệnh Hải quân thuộc phe Thân Diệm tới đánh quần vợt tại câu lạc bộ sĩ quan. Trên đường đi ăn cơm trưa, ông Tuấn bị gã phụ tá của mình nổ súng giết chết. Kẻ giết ông là một trong những kẻ vạch kế hoạch đảo chính. Việc hạ sát này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Nhận được tin, ông Dương Văn Minh biết rằng lúc này chỉ có thể dốc túi đánh canh bạc cuối cùng nên quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lệnh vừa ban ra, các lực lượng bộ binh, kỵ binh và không quân đã được móc nối liền chiếm lĩnh các cứ điểm quan trọng trong thành phố. Các cơ quan chủ chốt nhanh chóng nằm trong tay phe đảo chính, nhằm đề phòng lực lượng ủng hộ Diệm từ các tỉnh ngoại vi đổ về giải vây. Quân đảo chính bố trí lực lượng mạnh, chốt chặn các cửa ô dẫn vào thành phố. Ông Dương Văn Minh thoạt đầu quyết định, nếu anh em Diệm Nhu đồng ý đầu hàng, thì phe đảo chính sẵn sàng mở cho họ con đường sống. Nhưng khi điện thoại gọi vào Dinh Gia Long, Tịnh không thấy anh em họ Ngô nhấc máy trả lời. Ông Diệm vốn là một tín đồ Thiên Chúa Giáo rất ngoan đạo, luôn tin có Thượng Đế phù hộ, nên dù có gặp tai ương cũng không sợ. Lúc 4 giờ sáng ngày hôm sau, quân đảo chính mở cuộc tiến công ồ ạt vào Dinh Gia Long. Khi trời sáng rõ, từ một ô cửa sổ trên tầng gác có một lá cờ trắng nhô ra vẫy vẫy. Phía quân đảo chính cử một viên đại úy tiến thẳng vào dinh để tiếp nhận đầu hàng. Thật không ngờ, người này vừa bước tới trước cửa chính liền lãnh một phát đạn trúng ngực gục xuống. Đám binh sĩ bị chọc giận nổi khùng, chửi thề tùm lum, hò nhau nhất loạt xông vào dinh như bầy ong vỡ tổ.
nhưng họ lục soát khắp mọi ngõ ngách dinh mà không tìm thấy tung tích hai anh em Diệm Nhu đâu. Thì ra, biết trước nguy khốn, hai anh em họ Ngô đã sớm bí mật lẻn vào Chợ Lớn nhờ che chở. Trong thời gian này, ông ta còn bắt liên lạc với Đại sứ quán Đài Loan, hy vọng được vào tị nạn tạm thời. Nhưng phía Đài Loan im re, không dám đồng ý với lời thỉnh cầu này. Tới bước đường cùng, Ngô Đình Diệp ý thức được rằng đã cận kề cái chết. Ông ta cố tình kéo dài thời gian bằng cách thân chinh gọi điện thoại cho kẻ cầm đầu phe đảo chính, báo tin sẽ chuẩn bị nghi thức đầu hàng tại một nhà thờ. Nhưng ông ta đâu có ngờ được rằng chỉ trước đó vài giờ đồng hồ, nhóm chủ mưu làm đảo chính đã quyết định số phận của ông ta. Ông Dương Văn Minh thân chinh chọn lựa cắt cử một toán quân, trong đó có cả một thích khách. Toán quân này đi trên hai chiếc xe Jeep quân sự và một chiếc xe bọc thép M113 lao về phía nhà thờ. Anh em Diệm Nhu bị trói, bị nhét vào một chiếc xe bọc thép. Tới nước này rồi mà cố vấn Ngô Đình Nhu vẫn chưa hết phách lối, quắc mắt quát nạt. Các người dám dùng chiếc xe như vậy để rước Tổng thống ư? Thật chẳng ra thể thống gì giáo. Nhưng chẳng người lính nào thèm để ý tới thái độ của ông ta. Đoàn xe dông thẳng một mạch về sở chỉ huy đảo chính. Chẳng ai biết trên đường đã xảy ra chuyện gì. Khi cửa chiếc xe bọc thép M113 mở ra, chỉ thấy anh em họ Ngô nằm gục trên vũng máu, thân mình chi chít vết đạn. Ngô Đình Nhu còn bị thêm mấy nhát đâm vào ngực. Cả hai anh em đã chết rồi. Người cầm đầu toán hành động đặc biệt bước thẳng tới trước mặt Dương Văn Minh, đứng nghiêm, giơ tay ngang vành mũ trào, hô lớn: "Trình đại tướng, nhiệm vụ đã được hoàn thành rất suôn sẻ," bằng tiếng Pháp. Trước cảnh tượng này, tướng Trần Văn Đôn đứng cạnh ngó vào cũng thấy lạnh sống lưng. Mãi một lúc sau, ông ấp úng hỏi thượng cấp của mình: "Không hiểu tại sao cứ phải giết ông ta mới được." Từ khi hai anh em Diệm Nhu bị giết chết vào ngày 2 tháng 11 năm 1963, ông Minh và các tướng tá đồng sự của ông không ai công khai thừa nhận mình có tham gia quyết định giết Tổng thống. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, tướng Nguyễn Khánh cầm đầu cuộc chỉnh lý ngày 30 tháng 1 năm 1964, lật đổ chính quyền quân sự này và giành quyền cai trị Việt Nam Cộng Hòa. Ông bị thất thế về chính trị, mặc dù vẫn được giữ chức vụ quốc trưởng. Dương Văn Minh được ta vận động từ năm 1962. Ngoài binh vận, các cánh tình báo và trí vận Sài Gòn cũng có người quan hệ. Cục địch vận, Tổng cục Chính trị đào tạo người em ruột của Dương Văn Minh là ông Dương Thanh Nhật, tức Mười Tị. Ông Nhật được Thường vụ Trung ương Cục, trực tiếp là Bí thư Trung ương Cục Nguyễn Văn Linh và Thường vụ Trung ương Cục Trần Nam Trung, bí danh Hài Hậu, Năm Nga, chỉ đạo tiếp cận Dương Văn Minh nhiều lần ở Sài Gòn và ở nước ngoài. Lúc đó, Dương Văn Minh tỏ ra có cảm tình với cách mạng, tuy chưa hoàn toàn nhất trí với ta. Thời kỳ chuẩn bị đảo chính Diệm Nhu ngày 1 tháng 11 năm 1963, Dương Văn Minh đã nói với ông Nhật, nếu không thành công thì hoặc là tạm lánh ra nước ngoài, hoặc chạy ra vùng giải phóng. Sau khi đảo chính Diệm Nhu, khi nắm quyền quốc trưởng, Dương Văn Minh ngỏ ý muốn thương lượng theo lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc Giải phóng để đi đến tuyển cử tự do, thành lập một chính phủ trung lập ở miền Nam Việt Nam. Vì vậy, Dương Văn Minh đã bị Mỹ gạt bỏ. Trước tình hình đó, Trung ương Cục nhận định Dương Văn Minh đối với Mỹ vẫn là con bài cuối cùng mà Mỹ sẽ phải cần đến, chỉ đạo tiếp tục giữ mối liên lạc vận động Dương Văn Minh. Ngày 24 tháng 11 năm 1964, Dương Văn Minh được quốc trưởng Phan Khắc Sửu thăng cấp đại tướng cùng với Nguyễn Khánh. Tháng 12, ông bị ép đi làm đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Thái Lan. Năm 1965, ông nhận được quyết định giải ngũ của Hội đồng Quân lực. Tuy nhiên, ông vẫn được giữ làm đại sứ tại Thái Lan cho đến năm 1968 mới được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cho hồi hương. Năm 1971, Dương Văn Minh trở lại chính trường để đối đầu với đương kim Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, người được Mỹ ủng hộ trong cuộc tranh cử Tổng thống. Tuy được nhiều người cho rằng rất có thể ông là lãnh đạo của lực lượng thứ ba, có thể đàm phán hòa bình với quân giải phóng để tránh việc chiến tranh tiếp diễn lâu dài, nhưng nỗ lực của ông đã bị Nguyễn Văn Thiệu cản trở. Cuối cùng, ông đã rút ra khỏi cuộc tranh cử sau khi tuyên bố rằng cuộc bầu cử chỉ là trò múa rối. Nguyễn Văn Thiệu hiển nhiên đắc cử Tổng thống năm đó do ông ta là ứng cử viên duy nhất,
không phải cạnh tranh với bất kỳ đối thủ nào. Thưa quý vị, sự sụp đổ nhanh chóng của Việt Nam Cộng Hòa sau khi Mỹ rút quân, ông lại trở thành một nhân vật quan trọng cho chức vụ Tổng thống. Sau khi Nguyễn Văn Thiệu, rồi Trần Văn Hương từ chức vào ngày 28 tháng 4 năm 1975, Dương Văn Minh chính thức nhậm chức Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Sau ngày 30 tháng 4, Dương Văn Minh không phải đi cải tạo và sống tại Sài Gòn. Ông còn được mời làm cố vấn cho chính phủ mới. Có hình ảnh cho thấy ông thường xuyên đi bầu cử như một công dân chế độ mới. Tháng 10 năm 1981, chính quyền Việt Nam cho phép Dương Văn Minh được xuất cảnh sang Pháp chữa bệnh và đoàn tụ cùng với gia đình. Năm 1988, ông chuyển sang Hoa Kỳ, sống với vợ chồng người con gái tại Pasadena, California và định cư luôn tại đây. Ngày 9 tháng 8 năm 2001, ông qua đời tại nơi định cư.